Xin chào quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của MD Audio. Đừng quên bấm vào nút like, bấm nút đăng ký kênh để ủng hộ, cũng như là bấm vào nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ một cái video nào tôi đăng lên mỗi ngày. Ngày hôm nay xin phép được giới thiệu đến tất cả quý vị và các bạn một sản phẩm lọc nguồn bãi của Mỹ mới về. Đây là những chiếc lọc bãi được tuyển chọn rất là mới và đẹp của hãng Delta USA. Và con này 30A nhé. Về này, 1, 2 này, 3 này, 4 này, 5, 6, 7, 8 này, 9 này, 10, 11, 12, 13, 14 và 15 con. Chỉ về được có 15 con thôi nhá quý vị các bạn nhá, chỉ có 15 thôi. Còn những chiếc lọc bãi khác nhá, còn những chiếc sản phẩm lọc bãi khác đều là 30A hết. Con này là của, con này là xem nào, tôi cũng chưa kiểm tra. Con này là của Mexico. Tất cả những cái hàng bãi đều được ở bên tôi tuyển chọn rất là kỹ càng, cho nên là thứ nhất là về cái chất lượng là cực kỳ là ok, nghĩa là dùng rất là tốt. Và đặc biệt là cái hình thức nữa, quan trọng nhất vẫn là phải là cái hình thức, nó vẫn còn rất là mới. Họ, mọi người có thể nhìn thấy vết keo này, họ dán này, và họ đã sử dụng vết hàn này, đã dùng rất là lâu rồi. Đây, những cái đầu mối kết nối này đã rất là lâu rồi, mà thực sự nó vẫn còn mới như thế này thì những cái hàng bãi phải tuyển chọn rất là chất lượng. Đây cũng là một cái giải pháp giúp tất cả quý các bạn giảm cái chi phí khi mà sử dụng để mà thay thế được những cái cục lọc, những cái ổ cắm lọc điện hay những cái biến áp cách ly trong chơi audio, thì đây là một cái lựa chọn thay thế rất là hoàn hảo, tiết kiệm chi phí. Nói qua với những ai mà chưa biết thì trên những con lọc điện này đều có đánh dấu những cái ký hiệu như là 1 và 2 là đường vào, 3 và 4 là đường ra, và nó có một cái đường mát nữa, đường tiếp mát là đường chống giật. Đấy là đường E này, có thể đánh dấu là E hoặc là cái gì đấy. Mát thì có thể là ở hai bên nhé, có thể là ở hai bên tùy những cái phiên bản của những con lọc. Nhưng mà quan trọng là bình thường là cái vỏ đã tiếp mát rồi, nghĩa là điện vào quý vị các bạn sờ vỏ này sẽ không bị giật. Nhưng để an toàn nhất, quý vị và các bạn cũng nên nối được cái dây và cho xuống chôn xuống đất đấy, nối được cái đinh để đảm bảo an toàn. Trên này nó có thông số rất đầy đủ đây. Delta Electronic đây, Delta của Machine USA đây. Đây, noise filler, cục lọc điện đấy, 30A. Cái này dùng cho nguồn điện tổng của gia đình cũng được, hoặc là dùng cho thiết bị cũng đều ok, máy móc hay là trong dàn âm thanh audio đều được hết nhé quý các bạn nhé. Về được 15 con thôi, số lượng cũng không nhiều. Báo giá cho quý các bạn là lựa chọn cục lọc 30A của Delta USA này có giá là 650.000 đồng một cục. Đấy, rất là chất lượng và rất là ok, rất là mới. Con này được cái là hai đầu của nó đều là siết ốc nhá quý vị và các bạn, thuận tiện rất dễ là thuận tiện sử dụng trong cái quá trình mình có thể là tháo ra hay là như thế nào đấy, thay thế rất là đơn giản, không cần phải hàn. Những cái mà bản lọc trước của tôi là phải hàn thì nó cũng hơi bất tiện một chút, nhưng mà về lần này về được những cái bản mà nó siết ốc như thế này thì nó rất là tiện và rất là thuận tiện cho tất cả quý vị và các bạn. Ngoài những cái sản phẩm lọc điện bãi này ra thì tôi còn những cái sản phẩm những cái sản phẩm cao cấp hơn về lọc điện, như là những chiếc ổ cắm lọc điện của Weduca. Đây, con này lọc điện sạch đây. Và bên trong này nó có những cái cục lọc cũng như là những con này thôi, nhưng mà nó con này có 15A thôi. Đấy, dùng để lọc cho thiết bị này, nguồn dây nguồn tổng này. Đấy, 3 trong 1. Filler Protection Power 3 trong 1, nghĩa là có 3. Và con này là có 10 ổ cắm. 6 ổ cắm thường và 4 ổ cắm chuyên dụng cho audio. 4 ổ cắm chuyên dụng cho audio là chân dẹt hết nhá quý các bạn nhá, tiêu chuẩn châu Âu. Chân dẹt và 3 chấu. Đấy, con này thì có giá là 1.350.000 đồng một chiếc như thế này, rất là đẹp, hoàn toàn là hàng mới nhá. Và tất cả sản phẩm khi mua qua bên tôi thì đều được bảo hành 1 năm nhá quý các bạn nhá, đều bảo hành 1 năm, lỗi 1 đổi 1. Hoặc là những cái sản phẩm cao cấp hơn, nếu quý vị các bạn có điều kiện và muốn hướng tới, như là chiếc biến áp cách ly của Polytron. Đây là sản phẩm biến áp cách ly 1kVA và ra 3 nguồn điện 100, 120 và 220, lại dành chuyên dụng cho audio, Polytron của Canada.
Con này đang có giá là 6.900.000 đồng quý các bạn nhé. Ai có nhu cầu thì có thể là liên hệ đặt hàng, tôi sẽ hỗ trợ và tư vấn cũng như là gửi hàng về tận tay cho quý các bạn. Giao hàng toàn quốc 0931655426 hoặc kết bạn Zalo để biết thêm thông tin chi tiết nhé. Rồi, những cục lọc nguồn điện bãi này hay là những cái ổ cắm lọc điện hay là biến áp cách ly đều có hết nhá. Rất nhiều sự lựa chọn cho quý các bạn.